Thưa quý vị, Quảng Bình được biết đến là vương quốc hang động của Việt Nam. Trong đó không thể không kể đến là vẻ đẹp của thác Cốc Tiên, rừng Động Châu với dòng nước trong xanh chảy giữa đại ngàn đã tạo nên một cảnh đẹp đến nao lòng của bức tranh nơi đây. Thời gian qua, nhiều tour du lịch khám phá, mạo hiểm tại đây cũng đã được đưa vào thử nghiệm, mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo. Nằm ở phía nam tỉnh Quảng Bình, tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị, khu dự trữ thiên nhiên Động Châu khe nước trong của huyện Lệ Thủy có hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở độ cao gần 700 mét so với mực nước biển. Ở đây có khu hệ động thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Bên cạnh những khu rừng tự nhiên xanh tốt, còn có rất nhiều thác suối nước chảy len lỏi giữa rừng già. Lần đầu tiên tham gia tour và cũng như thực hiện đu dây vượt thác này thì phải nói một sử dụng một từ thôi, đó là rất là phê và rất là tuyệt vời. Hy vọng với cái tour này sẽ đưa Quảng Bình có một trải nghiệm mới dành cho du khách. Nhưng năm trở lại đây, ngoài du lịch truyền thống là các hang động tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm ở các địa phương khác của tỉnh Quảng Bình cũng lần lượt được đưa vào khai thác, bước đầu đã đem lại hiệu quả, thu hút du khách đến tham quan, khám phá. Công ty chúng tôi đã tìm hiểu về khu dự trữ thiên nhiên Động Châu khe nước trong. Ở đây là một cái địa điểm mà có rất nhiều tài nguyên mà chưa được đưa vào hoạt động du lịch, đặc biệt là về đa dạng về sinh học cũng như là hệ thống thác và suối ở đây là rất đẹp. Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu khe nước trong có diện tích hơn 22.000 ha rừng đặc dụng, có giá trị cao về đa dạng sinh học. Ở đây thì có nhiều khe suối, các cái khu rừng nguyên sinh có tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Tôi cũng đã mời gọi các cái nhà đầu tư đến để khảo sát và khai thác các cái sản phẩm du lịch ở đây để nhằm bảo tồn những đa dạng sinh học của cái khu rừng này. Những ngày đầu năm 2022, lượng khách tham quan đến tỉnh Quảng Bình đã ngày một tăng so với các tháng trước. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch của địa phương này. Cùng với những sản phẩm du lịch hang động truyền thống, những sản phẩm du lịch khám phá, mạo hiểm sẽ góp phần thu hút du khách đến với Quảng Bình ngày một nhiều hơn. Qua đó, từng bước hồi phục ngành du lịch sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch COVID-19.